Các bạn thân mến, hôm nay Trai Ngoại Thành sẽ giới thiệu với các bạn một món rất là đặc biệt. Trứng gà ốp la. Trứng gà ta ốp la. Đây, trứng gà ta ốp la. Bây giờ đã tới công đoạn ốp la nha mọi người. Đó, mình vừa cho một miếng mỡ. Mình sử dụng rất là không sử dụng dầu. Mình cho một tí mỡ vô. Mỡ heo. Đó, đây. Mỡ heo. Xong rồi trứng gà, mình sẽ đập trứng gà nha. Có một tay vừa một tay quay. Bây giờ cái trứng gà này nó bị nó có vấn đề, tại trứng gà ta nó có vấn đề rồi mọi người ơi. Đó. Trứng gà ta. Trứng gà ốp la đã thất bại, Trai Ngoại Thành đã thất bại trong trứng gà ốp la. Ai biết cái trứng bên trong không nhỉ? Trứng gà thì gà nhà nè. Đó, trứng gà ta. Ốp la. Từ trứng gà ốp la giờ thành trứng gà chiên luôn mọi người. Đó. Trứng gà ốp la thành trứng gà chiên. Bây giờ là bỏ trứng gà vô cái dĩa chuẩn bị ăn thôi. Đó, cái dĩa đây. Xịt một miếng nước tương vô. Hấp dẫn không mọi người? Đây. Đây, cận cảnh cho mọi người coi buổi sáng của Trai Quê. Buổi sáng của Trai Quê gồm có bánh mì khổng lồ. Bánh mì khổng lồ 10.000 một ổ, hai trứng gà và một ly sữa tươi. Đó, Trai Quê ăn theo kiểu phương Tây nha mọi người. Trai Quê ăn theo kiểu phương Tây. Đó, Trai Quê ăn sáng theo kiểu phương Tây nha, gồm có bánh mì khổng lồ. Đó, bánh mì khổng lồ. Đây, giới thiệu với mọi người bánh mì khổng lồ 10.000 một ổ. Bánh mì Sài Gòn 10.000 một ổ. Tiếp theo là trứng gà ta ốp la. Trứng gà ta ốp la 2 trứng. Này là trứng gà ở nhà, không biết giá trị bao nhiêu tiền. Tiếp theo là nửa ly sữa tươi ít đường. Nửa ly sữa tươi ít đường nè. Giá trị của nó chắc khoảng 5.000 đồng. Bữa sáng theo kiểu phương Tây. Bữa sáng theo kiểu phương Tây của Trai Quê Sài Thành. Bây giờ bắt đầu ăn sáng nha mọi người. Rồi, ổ bánh mì khổng lồ. Giới thiệu cho mọi người ổ bánh mì khổng lồ. Đây, ổ bánh mì khổng lồ 10.000. Đó. Bây giờ xem bánh mì. Đó, chấm với nước tương. Nước tương. Ồ, ngon mọi người ạ. Nước tương. Trứng gà ốp la. Bằng miếng bánh mì ra. Bỏ miếng trứng gà vô. Chế mấy nước tương vô, bỏ vô miệng, ngon ngon sao ổ mọi người. Bánh mì có 10.000 ổ à, mì khổng lồ nha mọi người. Bánh mì khổng lồ Sài Gòn 10.000 một ổ, bên quận 12 bán. Đặt ruột thêm bơ.
Mấy bò bò mọi người một ổ. Trai ngoại thành đó là vừa ăn vừa uống, uống ly sữa nữa nha. Biết ăn này có giảm cân không biết mọi người. Mình lấy nghĩ là ăn ăn ít sẽ giảm cân, đừng ăn nhiều, cái gì cũng ít nha, đừng ăn nhiều nha. Đó, thêm mì vô. Lâu lâu ăn kiểu phương Tây, kiểu nước ngoài cho mình. Ăn kiểu Việt Nam hoài rồi, nên đó ăn kiểu phương Tây. Ăn bánh mì ốp la, uống sữa tươi. Đó là hấp dẫn. Trứng gà ta, hai trứng, ăn hai trứng thôi nha, ăn nhiều quá được, hai trứng là đủ xài, nhiều quá bị dư. Mọi người nhớ nha. Cái mì này ngon. Trứng gà ốp la chấm nước tương luôn. Làm trứng gà không luôn. Quá hấp dẫn. Này. Này bên này vô. Nước tương vô. Người ta nói là giảm cân á, muốn giảm cân là mình phải ăn từ từ, mình nhai kỹ. Đó là mình giờ phải nhai kỹ nha. Rồi. Ông nói sợ cái tật của trai quê là vừa ăn vừa uống. À, sẵn khoái quá. Ăn theo kiểu phương Tây là vậy đó. Kiểu phương Tây. Ăn phương Tây người ta không có nước tương người ta. Nó kiểu Đông Tây kết hợp với nước tương. Mình cứ ăn nước tương thì nước tương vô. Quá hấp dẫn. Các bạn thân mến, sau khi ăn trứng ốp la hết rồi, còn cái sữa để làm gì? Mình chế sữa ra, mình ăn bánh mì chấm sữa luôn. Đây một món theo kiểu phương Tây luôn nha. Đó, chế sữa ra gì á, bánh mì. Đó, nếu mà chưa no ăn tiếp. Đó, sữa tươi ít đường. Đó. Chấm sữa nha mọi người, chấm sữa. Bánh mì chấm sữa là cũng theo kiểu phương Tây thôi. Khá là ngon. Trời. Ăn này mập chắc luôn. Nếu mà no rồi về bỏ lên hấp cho xong nha, giống như uống sữa thôi. Kết thúc buổi ăn sáng của trai ngoại thành. Các bạn nhớ đăng ký
like và chia sẻ những video clip nha. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại những clip tiếp theo nha.